Vùng đồng bằng sông Cửu Long tiếp theo. Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm lương thực, thực phẩm, đồng thời là vùng xuất khẩu nông sản hàng đầu của cả nước. Công nghiệp, dịch vụ bắt đầu phát triển, các thành phố lớn Cần Thơ, Mỹ Tho, Cà Mau, Long Xuyên đang phát huy vai trò là các trung tâm kinh tế lớn của vùng. 4 La Mã, tình hình phát triển kinh tế. 1 nhỏ, nông nghiệp. Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm lúa lớn nhất của cả nước. Bảng 36.1, diện tích, sản lượng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, năm 2002. Căn cứ vào bảng 36.1, hãy tính tỷ lệ phần trăm, diện tích và sản lượng lúa của đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước, nêu ý nghĩa của việc sản xuất lương thực ở đồng bằng này. Lúa được trồng chủ yếu ở các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Long An, Đồng Tháp, Sóc Trăng và Tiền Giang. Bình quân lương thực theo đầu người toàn vùng đạt 1.066,3 kg, gấp 2,3 lần trung bình của cả nước. Số liệu năm 2002, nhờ đó vùng đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng sản xuất gạo chủ lực của nước ta. Nhiều địa phương đang đẩy mạnh trồng mía đường, rau đậu. Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trồng cây ăn quả lớn nhất cả nước, với nhiều loại hoa quả nhiệt đới như xoài, dừa, cam, bưởi, v.v. Nhờ nuôi vịt đàn phát triển mạnh, vịt được nuôi nhiều nhất ở các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Vĩnh Long và Trà Vinh. Trong tổng sản lượng thủy sản cả nước, đồng bằng sông Cửu Long chiếm hơn 50%, nhiều nhất là các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau và An Giang. Nghề nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nghề nuôi tôm, cá xuất khẩu đang phát triển mạnh. Hình 36.1, bè nuôi cá ở An Giang. Tại sao đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh phát triển nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy sản? Nghề rừng cũng giữ vị trí rất quan trọng, đặc biệt là trồng rừng ngập mặn ven biển và trên bán đảo Cà Mau. Các địa phương đang có biện pháp tích cực phòng chống cháy rừng, bảo vệ sự đa dạng sinh học và môi trường sinh thái rừng ngập mặn. Hai nhỏ, công nghiệp. So với nông nghiệp, tỷ trọng sản xuất công nghiệp còn thấp, khoảng 20% GDP toàn vùng, số liệu năm 2002. Bảng 36.2, các ngành công nghiệp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, năm 2000. Dựa vào bảng 36.2 và kiến thức đã học, cho biết vì sao ngành chế biến lương thực thực phẩm chiếm tỷ trọng cao hơn cả. Hầu hết cơ sở sản xuất công nghiệp tập trung tại các thành phố và thị xã, đặc biệt là thành phố Cần Thơ. Quan sát hình 26.2, hãy xác định các thành phố, thị xã có cơ sở công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm. Ba nhỏ, dịch vụ. Khu vực dịch vụ ở đồng bằng sông Cửu Long bao gồm các ngành chủ yếu như xuất nhập khẩu, vận tải thủy, du lịch. Hàng xuất khẩu chủ lực là gạo, chiếm 80% gạo xuất khẩu của cả nước, năm 2000. Thủy sản đông lạnh, hoa quả. Giao thông đường thủy giữ vai trò quan trọng trong đời sống và hoạt động giao lưu kinh tế. Nêu ý nghĩa của vận tải thủy trong sản xuất và đời sống nhân dân trong vùng. Du lịch sinh thái bắt đầu khởi sắc như du lịch trên sông nước, miệt vườn, biển đảo. Tuy nhiên chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm du lịch còn hạn chế. Đồng bằng sông Cửu Long đang được đầu tư lớn để nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế của khu vực dịch vụ. Hình 36.2, lược đồ kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hình 36.3, chợ trên sông Cái Răng, Cần Thơ. Năm La Mã, các trung tâm kinh tế. Các thành phố Cần Thơ, Mỹ Tho, Long Xuyên và Cà Mau là những trung tâm kinh tế của vùng. Thành phố Cần Thơ là trung tâm kinh tế lớn nhất. Thành phố Cần Thơ có những điều kiện thuận lợi gì để trở thành trung tâm kinh tế lớn nhất ở đồng bằng sông Cửu Long? Đồng bằng sông Cửu Long giữ vai trò hàng đầu trong việc đảm bảo an toàn lương thực cũng như xuất khẩu lương thực, thực phẩm của cả nước. Các ngành công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm đang chiếm vị trí ngày càng quan trọng. Câu hỏi và bài tập. 1. Đồng bằng sông Cửu Long có những điều kiện thuận lợi gì để trở thành vùng sản xuất lương thực lớn nhất của cả nước? 2. Phát triển mạnh công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm có ý nghĩa như thế nào đối với sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long? 3. Dựa vào bảng 36.3. Bảng 36.3, sản lượng thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long. Tỷ lệ 1.000 tấn. Vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, nêu nhận xét.